tứ niệm xứ đây là gì tứ niệm xứ đây là bốn nơi bốn nơi thiết lập niệm có những người họ hiểu nhầm tứ niệm xứ và họ nói rằng tứ niệm xứ là uh, con đường duy nhất đi đến sự thanh tịnh cho chúng sanh đi đến sự chấm dứt khổ đi đến niết bàn thì không phải như vậy nhớ dùm nha tứ niệm xứ không phải là con đường duy nhất mà ở đây ở trong Pali uh, poly ở đây chúng ta nên hiểu nè ở đây uh, sư thiện hảo có đề nghị cái bản dịch là này các tỳ kheo đây là con đường có một mục đích hoặc là con đường nhất hướng cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Cái EK gá đó không phải là con đường duy nhất mà là con đường chỉ có một hướng đi là con được độc đạo. Tức là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ có đi đến sự chấm dứt khổ, đi đến niết bàn thôi, chứ nó không có rẽ ra một cái hướng khác thì không phải như vậy đó gọi là tứ niệm xứ chứ tứ niệm xứ không phải là con đường duy nhất như chúng ta vẫn một số người vẫn hiểu xưa giờ và ở trong chú giải cũng nói như vậy ê cái mắt gá ở đây đó tức là con đường chỉ có một hướng con đường nhất hướng hoặc là con đường độc đạo chứ còn nhiều người mà hiểu tứ niệm xứ theo kiểu là con đường duy nhất thì coi như chúng ta bài xích tất cả các phương pháp khác thì không phải như vậy